Hey, hello, xin chào cô chú bác và anh chị em. Tất cả mấy anh em đang tập trung tại chỗ nhà hàng buffet buổi sáng để chuẩn bị lên tàu nhỏ để đi vào đảo. Và vào đó có những cái gì mà đặc biệt trong đó mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả mọi người biết nha. Đây nè, trong đám đi của mình là có mình này, có vợ mình này, có Linh đâu rồi, xuất hiện đâu, giơ tay lên. A Trinh Linh đó, A Trinh Giao đó, A Trinh Ngọc giơ tay lên. Và đây là A Trinh Minh đó, hiện tại thì đang ngồi chờ để mà người ta gọi đến cái số rồi bắt đầu mình sẽ xuống tàu, vì theo thứ tự anh chị em cô chú bác, vì nó đưa tới mấy ngàn người đi vào trong đất liền đó, thay vì nó muốn đưa tất cả mọi người vào đó để mua sắm. Đây, còn đây là mấy đứa nhỏ đang tập trung cái bàn bên này để cùng chuẩn bị luôn, coi như người ta gọi tới số là đi xuống tàu nhỏ thôi anh chị em cô chú bác. Thì hiện tại đang ngồi trong cái nhà hàng buffet buổi sáng, mình thích ăn cái gì mình ăn đó. Thế này thì mình đã chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em rồi. Đây, và đây là cái nơi mà anh em sẽ đi vào trong đó này. Linh thấy có vẻ náo nức để đi vào trong đó không? Nôn nao ba bốn ngày này rồi, không mà có tiền nhiều quá mà không biết tiêu đúng không, cho nên đó giờ trừ cái chỗ đó đang chờ để vào tiêu tiền đó. Đây là đang đứng chờ tàu nhỏ vào rước để đi vô đảo để anh chị em cô chú bác. Thay vì nó cho theo từng rút đi vào trong đảo, một rút mà đi vậy là cỡ trăm mấy hai trăm người anh chị em cô chú bác. Xuống tầng 1 để mà hiện tại giờ mình đang ngồi tầng 2, giờ xuống tầng 1 để mà xuống thuyền nhỏ để đi vào trong đất liền để anh chị em cô chú bác. Nó sắp sửa ra tàu rồi anh chị em cô chú bác đó. Giờ bắt đầu đi ra đi tàu anh em con bác nha, lên tàu để ra đất liền, để vô đất liền. Đây anh em con bác, bắt đầu tàu nhỏ rời tàu lớn để đi vào bờ đấy anh chị em cô chú bác. Hẹn gặp lại 3 tiếng sau. Hello Linh. Linh. Sắp vào được buộc vào bờ rồi ha. Bỏ tiêu tiền. Con tàu của mình đi mấy ngày này đây anh em của chúng bạn. Đây, những chiếc tàu này bỏ người xuống đảo xong bắt đầu chạy trở ngược lại chiếc tàu lớn và chở thêm người đưa vào anh chị em cô chú bác. Đến sắp sửa cập bến anh chị em cô chú bác. Luôn tiện đây thì mình cũng quay những cái cảnh đẹp của hòn đảo Catalina này để chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Thay vì mình chỉ có đứng ở phía ngoài biển thì mình mới quay được vào cái cảnh đẹp của hòn đảo. Cái building to đầu kia là hồi xưa là cái casino, nhưng điều dạo này người ta đã đóng rõ, người ta đã đi vào, giờ người ta đi ra vì người ta đi vào đảo sớm anh chị em cô chú bác.
vô thì nó nhìn rất là đẹp luôn. Just stay there, Mom. Just stay there. Stay there. Get your hand off that railing. Yeah, you can't be holding on to that because they're gonna move it in a moment. Right there. Yeah, there you go. Bắt đầu đi xuống từ từ, từng người đi xuống tàu, xuống bến bến cảng đây. Bây giờ đang bước lên đất liền. Chút hồi mình mấy tiếng sau thì mình cũng tới gate 5 luôn để mình xuống lại tàu tàu nhỏ để đi ra tàu lớn. Anh chị em của chúng ta. Ông Bình Sơn đã làm cháy à? Rồi gia đình đã lên đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi phải không? Đầy đủ rồi. Thôi giờ bắt đầu lên tham quan đảo Catalina rồi, bốn kia rồi. Jay, you happy? No. Why not? I don't want to go to Tricolor. Cái đảo này thì mình đã mấy tháng trước thì mình có làm video và mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em rồi. Thì mình có ở lại đây một đêm. Nhưng điều ở đây thì theo mình á, thì nếu mà ai có đi du lịch ra đây thì không nên ở lại ban đêm anh em cô chú bác, vì đa số là người ta ra đây ban ngày xong rồi tối lại là người ta đi về chứ người ta không có ở lại đây, vì ở đây ban đêm là rất là vắng và rất là buồn, cho nên đó là cái kinh nghiệm của mình chia sẻ đến cho tất cả những người đi sau. Riêng chiếc tàu này đổ xuống tại đảo Catalina là hiện cái số mà mình đi á, là lúc đó là trên tàu nó đã báo cho mình là cả mình đi nữa, là cái chuyến của mình là cái số number là số 19, thì đã 2500 người. Rồi anh chị em cô chú bác, hiện tại giờ là đại gia đình của mình là có được mấy tiếng đồng hồ tại đây, vì hiện tại giờ là chiều hôm nay là trước 5:30 mình phải xuống bến tàu lại để mà lên tàu nhỏ để chở ra ngoài tàu lớn, để cho nên hiện tại giờ là 12 giờ trưa là mình còn 4-5 tiếng nữa và tranh thủ để mà đi ngắm cái hòn đảo nhỏ bé này, nhưng điều cũng rất là đẹp, để mình sẽ chia sẻ cho cô chú bác và anh chị em cái cuộc sống ở đây và những người du lịch tới đây người ta thích cái gì và người ta mua sắm cái gì, đồ lưu niệm gì để trước khi mà lên lại tàu. Anh chị em cô chú bác, thì hiện tại giờ theo mình biết là chắc có lẽ gần 3.000 người đã xuống cái hòn đảo này, trên chiếc tàu đó xuống hòn đảo này, và cái chiếc tàu này là chứa là 4.000 người khách và 1.200 người làm việc, trong đó có cả thủy thủ và captain và những người làm việc nha. Ở trong hòn đảo này cũng có rất nhiều nhà hàng anh chị em cô chú bác. Và hôm nay là đại gia đình của cái gia đình của mình là có 12 người. Cho nên hiện tại giờ đang trên đường đi bộ tới mướn chiếc golf cart, chiếc xe mà một chiếc chở được 4 người, đi được 4 người để mình đi tham quan cái hòn đảo này. Có cái gì để mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em nhé. Và đây là cái địa điểm mà car rental, cái hòn đảo này cũng không có lớn lắm đâu. Cho nên cô chú bác và anh chị em nếu có dịp tới hòn đảo này thì chỉ cần bước xuống cảng một cái á, là trước mặt là có cái chỗ car rental rồi. Ở đây này, mình sẽ chia sẻ những chiếc xe mà cho mướn đây anh chị em cô chú bác. Đây những chiếc xe này đây. Vì ở đây là dốc đồi không cho nên người ta chạy toàn mấy chiếc xe này. Wow, xếp hàng một cái line dài đầu kia luôn. Là vì rất đông người xếp hàng là vì mình tính đi cơ bộ gần 3.000 người trên chiếc tàu đó xuống đây để mà đi thăm hòn đảo này, cho nên rất là đông và busy, cho nên phải xếp hàng, mà mình không biết là mình có thời gian để xếp hàng hay không. Mình cũng muốn đi lên trên chỗ mà trong những cái khu vực mà người ta sinh sống và ở để mình chia sẻ cho nó cặn kẽ rõ ràng. Đây xếp hàng tốt ra sau này luôn anh chị em quý bác. Thay vì ở đây mình đi bộ không có được đâu và đi xe đạp cũng không có được lắm là vì dốc nhiều lắm. Đây không biết là có thời gian để xếp hàng hay không này. Đây cô chú bác nhìn cả 200 người xếp hàng chỗ này, cho nên mình nói chiếc tàu nó xuống gần 3.000 người cho nên ai cũng muốn mướn xe chạy hết. Quyết định là không có mướn xe được anh chị em cô chú bác là vì hiện tại giờ là 12 giờ trưa mà nếu mà đứng đó xếp hàng á là chờ tới 2 tiếng đồng hồ thì lúc đó mới có xe. Mình nếu có xe thì 3 giờ là mình phải chở ra bến lại để lên tàu nhỏ để đi ra cái tàu lớn rồi. Cho nên thôi quyết định là thôi không mướn nữa.
có thể là đi bộ vòng vòng đây thôi, cho nên là mình không thể nào mà mình đi quay hết tất cả tận tình những cái nơi mà người ở đây, bản địa ở đây người ta sống như thế nào. Mình cũng sorry cái đó nha, là vì bất đắc dĩ thôi, mình cũng muốn lắm mà những điều nó không thể nào mà thực hiện được. Giờ có thể là mình quay những cái gì mà xung quanh đây để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em thôi. Đầu kia là chiếc tàu vàng vàng, đó là chiếc tàu ngầm người ta, mình mua vé xong rồi người ta chở mình ra ngoài mấy hòn đảo á để mà ngắm cá. Thường thường là những người ở trong đất liền mà ở Cali á, ở Nam Cali á, anh chị em cô chú bác người ta phải đi xuống cảng Long Beach rồi người ta đi chiếc tàu đó, chiếc tàu trước mặt mình đó kìa, là chiếc tàu đó nó có cái cảng đặt tại Long Beach á, thì mình xuống đó mình trả 45 đồng một người. Rồi người ta sẽ chở mình ra đảo này, rồi từ đảo này trở về lại đất liền thì một ngày người ta chạy rất là, mình biết là chạy cả 90 chuyến nha anh chị em cô chú bác. Có một cái bãi biển nhỏ nhỏ để cho khách tới đây tắm nha. Đó chiếc tàu rất xa, đầu kia là chiếc tàu của mình ở kìa, mấy ngày này trên tàu đó đó. Ở đây là cũng buôn bán nhiều cái đồ ăn lắm anh chị em cô chú bác. Và chỗ này cũng là một cái nơi để mình mua mấy cái vé để mình mướn mấy cái kayak để mình chèo. Chỗ này là mình mua mấy cái vé mà đi xuống coi xuống lạnh biển với là xuống tàu ngầm để coi cá đó anh chị em cô chú bác. Và cũng là chỗ này người ta cũng bán đồ lưu niệm nữa nha. Đây, ở đây là boat rental nè, cái kayak rental này. Rồi đây chỗ này người ta cũng bán mấy cái tour cho mình đi á, đi muốn đi tour anh chị em cô bác, tàu nó chở mình ra ngoài kia để ngắm cảnh, ngắm cá, ngắm đồ đó. Đây giờ bắt đầu đi vào trong những cái xóm của người đi bộ nha, đi bộ đi vào trong cái xóm của người sống ở đây làm việc anh chị em cô chú bác. Đó đầu kia kìa, đầu kia có cái phạt kìa. Không mướn xe được cho nên đành phải đi bộ. Đi bộ đi vòng rồi có cái gì hay đẹp chia sẻ cho cô chú bác và anh chị em tại Catalina Island nha. Đấy là khó mà mua được một chiếc xe hơi này anh chị em cô chú bác, vì cái đợt trước mình cũng chia sẻ rồi là nếu mà muốn mua được chiếc xe hơi này á là chỉ có ai bán rồi mình mua chứ không được nhập ở ngoài vô, rất là khó vì một năm nó cho bao nhiêu chiếc xe nhập vào trong này. Đây là cái nơi mà cái người ở đây sống và buôn bán và của người bản địa ở đây anh chị em cô chú bác. Vì ở đây đất chật mà người cũng ít. Bắt đầu nè, bắt đầu cái game chơi trứng nè. Đó. Rồi ok, no, con cầm dậy. Xong rồi gõ cái này vô trong cái trán thằng này. Gõ cho nó bể. Gõ cho nó bể. Rồi bắt đầu. Whatever. Ok, chờ Jason làm trước đi. 1, 2, 3. Rồi, thằng này đến thằng này, gõ thằng này. Ok, giờ thằng này làm lại. Chạy lại, đây nè, chạy này không có đau, bắn. Đập cho nó bể. Chưa bể mà sao ăn được. Ok, đập lại đi, đập lại đi. Chưa bể. À, giờ bể. Đập đi, đập đi, đập đi. Đập, bể rồi. Đau, đưa đây, 1, 2, 3, đau đi. 1, 3, đập lại kia. Chưa bể sao ăn được. You hit it so hard. No, not too hard. Hot mà sao không bể? No, no, no. Go hit it hard. No, I say that. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, ăn đi. Can I like crack it? Đứa nào làm trước? Đẩy vô. No, con phải làm ngay đây này. No. Right here. That's soft. Ok, nhanh đi. Nhanh đi. Do it, too hard. Nhát hai thằng kia luôn. Thôi, vậy là game final rồi đó. À, ngồi đi ăn trứng này, thấy không? Mình giao đi vacation mình luộc trứng theo để ăn nè. Rồi.
rồi tiếp tục đi khám phá Catalina Island tiếp nha. Rồi, càng ngày thấy người ta đi vào càng đông này. Càng ngày mình thấy phải nói là người đổ vào cái hòn đảo này cũng rất là đông. Riêng trên chiếc tàu mà đổ xuống đây là cả gần 3.000 người, cả 3.000 người rồi anh chị em cô chú bác, với là những người trong đất liền ra nữa. Cho nên mình thấy là càng ngày cái chỗ này rất là đông người. Đây là nhà người ta ở kiểu này không anh em cô chú bác, vì đây là cái hòn đảo cho nên người ta chẻ núi ra, người ta xây những cái căn nhà mà nằm ven mấy cái lên xuống đó, nó cũng mệt mỏi lắm anh em cô chú bác, vì mình đã trải nghiệm đi bộ lên những cái làng xóm trên này cái đợt trước rồi, quay cảnh đẹp tại đảo Catalina Island để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Wow, cái bông giấy đẹp chưa cô chú bác này. Ở đây có cái chỗ để mình ngồi nha. Rồi sau mấy tiếng giờ lên tàu để đi lên tàu ra tàu lớn lại anh chị em cô chú bác. Và sau lưng mình là cũng là phái đoàn. Rồi tàu đã nhổ neo và rời đảo Catalina Island anh chị em cô chú bác. Giờ trên đường để đi ra ngoài cái tàu lớn. Vậy là cái chuyến thăm của cái hòn đảo Catalina Island đã chấm dứt sau mấy tiếng ở lại đây và đi tham quan và chia sẻ những cái video tại hòn đảo này gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Đây, đã đến nơi rồi anh chị em cô chú bác. Tàu nhỏ sắp sửa cập tàu lớn để mà đưa người lên tàu lại, trở về chỗ cũ để mà ở lại trên tàu để chuẩn bị đi qua nước khác nha. Tối hôm nay chiếc tàu này sẽ chạy qua nước khác anh chị em cô chú bác. Cả gia đình với mấy em mới đi đảo về anh chị em cô chú bác, đi đảo xong đói bụng quá giờ chưa trở về tàu rồi, về tàu rồi giờ chưa cũng là đang ở trong cái nhà hàng trong chiếc tàu mà mình đang ở mấy ngày này đó, coi như là suốt ngày là chỉ có ăn với uống với tắm hồ tắm biển anh chị em cô chú bác, phải nói là đau hết chứ không có, mình không có thiếu một cái gì hết trơn, nó cũng đói bụng rồi taco rồi pizza rồi hamburger rồi đủ thứ đồ ăn hết anh em cô chú bác nhé. Nó về nó dớt cái hamburger lên này, cái khung cảnh của nhà hàng nha kia cô chú bác. Đây được một cái với anh chị em cô chú bác là mình cứ đói lúc nào là mình cứ xuống ăn thôi, chứ mình không có trên không được không cái nhà hàng, cái hàng nhà hàng này á là ăn trưa thì 3:30 là đóng cửa xong rồi sau đó 5:00 người ta mở lại, rồi ăn tối cũng là ăn bao gồm buffet luôn đó. Rồi nếu mà mình không muốn ăn buffet á, thì mình có thể đi ăn những nhà hàng khác à, rất nhiều nhà hàng mình ăn cũng không cần trả tiền nha anh chị em cô bác nha. Thế tối này mình sẽ ăn lại cái nhà hàng mà cái nhà hàng đó là phục vụ cho cái đại gia đình của mình, là cứ vào lúc 8 giờ tối, cho nên người ta chia ra ví dụ từng giờ để cho nó khỏi trùng với nhau, nó đông quá anh chị em cô bác đó. Cho nên mình thấy cái cách sắp xếp của cái chuyến mình đi ở đây là tàu hoặc là đưa vô đảo hoặc đưa ra lại tàu hoặc là ăn uống, mình thấy sắp xếp rất là gọn gàng và không có bị vướng mắc một cái gì hết, rất là hay anh chị. Đây mấy ly nước này là cũng
cứ không có đi vô những cái chỗ ăn uống như vậy là không có thẻ hết gì trên, là cứ ngồi ngồi xuống lấy đồ ăn thôi. Thôi mời cô chú bác ăn với gia đình mình nhé. Gia đình mình đi về xong bắt đầu là đói bụng, thế là đi xuống đây luôn cô chú bác. Xuống đây ăn xong bắt đầu là cho mấy đứa nhỏ đi bơi. Của mình hôm nay là thực sự mà nói mấy ngày này á, ăn đồ Mỹ nhiều thì riết thì nó cũng là ngán, cho nên hôm nay thì mình thấy có gà cơm cơm trắng với gà ri nhé. Đó, cơm trắng với gà ri. Đấy là cái bịt ớt này nè, bịt ớt nằm đâu nè, đây đi đâu cũng mang theo bộ bối, có vì có cái bịt ớt này, ăn ngon. Đây cơm cà ri à. Làm gì làm có miếng cơm là ok à? Cơm cà ri ăn em không muốn ăn lắm. Có cái cay không? Ngon. Cà ri. Cơm trắng á, con gà ri á. Cái này gà đi, ở ngoài gà, ngoài gà mà thịt bò. Gà. Bò chứ. Gà. Bò. Cái này bò. Vậy hả? Bây giờ có hai thứ. Cơm trắng nóng ăn rồi đã. Cho nên nếu mà ai mà xem ăn cá, ăn đồ mang theo cũng được anh em hết. Ví dụ mình kho thịt, kho cá theo mang theo cũng được. Anh có cái view nhìn của đảo. Tối hôm nay á, là tàu sẽ chở mình qua một cái nước khác này. Nó đi theo con hả? Ngon quá, mình ra lấy tiếp nè. Con nhìn cái gà đi bò ăn với cơm trắng nó ngon lắm nha. Hộp muối. Muối ớt. Vào trong đảo được mấy tiếng? 5:30 là người ta phải lên tàu lại hết, để mà chuẩn bị cho cái bữa tối, xong bắt đầu là tàu sẽ chạy ra trên của chú anh. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú bác và anh chị em theo dõi cái kênh của Hoàng Family TV, cái cuộc hành trình đi trên con tàu khổng lồ, đi đến chỗ này đến chỗ kia và chia sẻ cho cô chú bác và anh chị em. Bữa khác mình sẽ trở về lại ở Bô Sa và mình cũng đi review những cái món ăn mới để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày bình an, mạnh khỏe và hẹn lại video tiếp theo với Hoàng Family TV. Bye bye tất cả mọi người nha.